Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Đẳng Cấp Digital. Trong video hôm nay, mình sẽ được phép hướng dẫn những cài đặt tùy chỉnh về phần mềm trên các sản phẩm camera hành trình Rocam T98. Để những khách hàng đã biết hay biết rồi đã quên hoặc còn những thắc mắc gì thì có thể tìm hiểu và dễ dàng thiết lập thông qua video clip này. Mong rằng sẽ giúp bạn sử dụng sản phẩm tuyệt vời hơn. Đầu tiên, mình xin nhắc lại một chút về chương trình khuyến mãi. Là khi mua sản phẩm camera hành trình Rocam tại Đẳng Cấp Digital thì bạn sẽ được tặng miễn phí thẻ nhớ 16GB, SIM kết nối Internet, tài khoản xem phim Đẳng Cấp HD thời hạn 1 năm. Ngoài ra còn được hỗ trợ lắp đặt miễn phí và cài đặt các phần mềm bản đồ chuyên dụng như là Google Maps, Seagate, Navitel, v.v. Ok, bây giờ tiến sang phần nội dung chính, đó chính là những hướng dẫn về cài đặt và cách thiết lập những tùy chỉnh trên dòng sản phẩm Rocam T98. Đầu tiên, khi mà khởi động sản phẩm lên thì các bạn sẽ thấy một giao diện như thế này. Các bạn để ý xem nó đã hiển thị ngôn ngữ tiếng Việt hay chưa. Ở đây thì mình đã cài sẵn ngôn ngữ tiếng Việt rồi. Một số trường hợp các bạn reset máy lại mà nó về ngôn ngữ tiếng Anh, hay là các bạn muốn chuyển sang ngôn ngữ khác, thì các bạn có thể vào phần cài đặt, chọn vào phần khác, chọn nhiều hơn, và sau đó chọn vào ngôn ngữ và phương thức nhập. Các bạn sẽ chọn ngôn ngữ ở đây. Ở đây thì mình không thay đổi ngôn ngữ, thì mình sẽ vẫn giữ nguyên là tiếng Việt nha. Vâng, và chúng ta đã có ngôn ngữ tiếng Việt như mình đã cài đặt từ trước. Và bây giờ cùng tìm hiểu những thành phần ở trên màn hình làm việc chính. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có phím Home, phím Back trở lại, ngày và tháng thì đặt ở bên trái. Sau đó bên phải chúng ta sẽ có các biểu tượng như là sóng sánh, về pin, về vị trí, về FM thì sẽ đặt ở bên phải. Thứ và giờ cũng đặt ở bên phải luôn. Ở giữa sẽ là một màn hình giao diện quen thuộc của các sản phẩm Rocam. Thì đầu tiên là mục cài đặt. Ở đây có rất là mục để hướng dẫn, lát nữa mình sẽ nói chuyên sâu thêm. Đây là phần định vị GPS hay còn là bản đồ. Ở đây là mục camera hành trình. Ở đây là Bluetooth để của điện thoại. Ở đây là FM để kết nối với loa xe hơi. Còn ở đây là giao diện để phát nhạc ở trên sản phẩm. Đây là cửa hàng CH Play, Google Play. Còn đây là trình quản lý ứng dụng. Chúng ta sẽ có cái la bàn luôn hiển thị trực diện ở đây. Và khi xe chạy thì chúng ta sẽ có cả vận tốc ở đây nữa. Ở đây chưa chạy nên là không. Còn ở đây chúng ta sẽ có nhanh các cái nút để thay đổi về độ sáng, về âm thanh ở trên màn hình. Nó sẽ rất là tiện. Ở bên trái là âm thanh, tăng giảm âm thanh. Ở đây là tăng giảm về độ sáng. Đó. Cái bố trí này sẽ giúp chúng ta dễ dàng điều chỉnh ở trên màn hình. Rất là thuận tiện ở trên xe hơi. Chúng ta sẽ có biểu tượng Car Assist, dùng để đồng bộ, kết nối quản lý với điện thoại. Vâng, và đó tất cả những trên màn hình chính. Đầu tiên thì đến với phần cài đặt. Thì ở trong cài đặt sẽ có 4 trang, bao gồm cài đặt, khác, dung lượng và Car Assist. Do có rất là nhiều nên mình sẽ nói qua những cái cài đặt nào mà cơ bản, phổ biến mà mình có thể sử dụng tới thôi. Ở đây về như là về trong một cài đặt sẽ có là âm lượng, độ sáng, về trạng thái mạng di động 3G hay là phần bật tắt 3G, 4G. Thì chúng ta sẽ kẹt cái thanh này để bật tắt. Cái phần phát wifi thì các bạn có thể thiết lập cái địa chỉ wifi mình phát bằng cách là chọn vào cái chữ phát wifi. Sau đó các bạn sẽ gõ vào tên của wifi và mật khẩu wifi và đồng ý. Và sau khi mà muốn bật phát wifi thì các bạn chỉ cần kẻ công tắc này lên, như vậy đã kích hoạt. Trong phần wifi thì chúng ta sẽ sử dụng để kết nối wifi thủ công. Như là trường hợp mà chúng ta không có gắn sim 3G hay là hết dung lượng 3G đó, thì các bạn có thể sử dụng wifi này để mà kết nối mạng cho thiết bị. Trong cái mục khác thì các bạn sẽ quan tâm đến những cái mục như là tự động ngủ sau 30 phút dừng lại đây, tính năng cho phép video khóa. Một cái điều đặc biệt là những cái phần về video thì sẽ được chứa trong mục DVR. Còn như mà có ở đây thì cái phần mà khóa video lại được đặt ở trong mục khác này, nên các bạn cũng nên nhớ chú ý ở phần này, kẻo trong kiếm cho phần kia nó không có. Vâng, ở đây thì chúng ta sẽ chọn các cái mức độ mà để độ nhạy để khóa video, thì chúng ta sẽ chọn là trung bình thôi. Và cái mục là khôi phục cài đặt gốc thì giống như là reset factory, để khi mà các bạn cái ROM của chúng ta có những cái lỗi gì đó các bạn không biết khắc phục, hay là để đưa về những cái cài đặt gốc, thì các bạn sẽ nên sử dụng là khôi phục cài đặt gốc. Rồi, trong phần nhiều hơn thì sẽ đưa chúng ta trở về giao diện của Android, thì giống như là một máy tính bảng, thì các bạn có thể tìm hiểu thêm nha. Cái này thì quen thuộc quá rồi. Các phần dung lượng thì sẽ quản lý chuyên về các cái dung lượng của ta, dung lượng thẻ, dung lượng bộ nhớ mặc định, quản lý về những tập tin. Cái mục Car Assist là cái mục dùng để quản lý những cái người dùng, quản lý những cái phần điện thoại kết nối với thiết bị này, thì chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn ở lát nữa nha.
Và tiếp theo là phần camera hành trình, các bạn nhấp vào video lái xe. Thì chúng ta sẽ có màn hình bên trái là camera trước, màn hình bên phải là camera sau. Muốn mở rộng màn hình nào các bạn chỉ việc nháy đứt vào đó. Chuyển sang camera trước. Có tiếng âm thanh phát ra để hướng dẫn, các bạn sẽ không bị nhầm. Chuyển sang camera sau. Rồi, và một điều mình muốn hướng dẫn ở đây đó chính là trong phần cài đặt. Các bạn sẽ kéo xuống và quan tâm đến các mục như là về phần tự động thoát màn hình DVR. Thì các bạn nên chọn là không bao giờ nha. Khi mà các bạn chọn là 30 giây hay 60 giây vân vân, thì sau một thời gian giới hạn nó sẽ tự động thoát ra. Các bạn nên chọn là không bao giờ. Và trong cái mục tiếp theo đó chính là mục tắt tiếng, thì dùng để mà một số trường hợp khách hàng có hỏi là làm thế nào để mà không ghi âm, không ghi cái tiếng vào video, thì các bạn sẽ tích vào tắt tiếng. Ở đây mình không tích nha. Về mục là hiển thị nút nổi trên màn hình, thì đây mình đã tích rồi. Cái nút nổi này có cái tác dụng gì? Thì ở đây mình sẽ ra màn hình Home, thì các bạn sẽ có một cái nút nổi ở ngoài đây, hoặc là vào bất cứ ứng dụng nào cũng có cái nút nổi này. Khi bạn nhấn vào chọn một lần để chuyển đổi camera và nhấn nút để vào DVR đó, thì khi bạn nhấn vào thì chúng ta sẽ hiển thị cái màn hình camera một góc nhỏ như thế này, và nó có hướng dẫn là chạm một lần để thay đổi camera và nháy đứt để mở camera lên. À, để mình nháy đứt, để mình chạm một lần nha. Chạm một lần để chuyển đổi camera đó. Và nhấn nút để vào DVR đó, mình chạm một chạm nó sẽ đổi camera, nháy đứt thì nó sẽ vào luôn camera. Nó rất là tiện. Và một cái tính năng cần phải tích nữa đó chính là hiển thị thông tin GPS để làm chi. Thì nó sẽ hiển thị các thông tin như là camera trước, tọa độ của chúng ta và cái tốc độ km. Thì cái thông tin này nó sẽ để trong video luôn. Khi các bạn quay nó sẽ có những thông tin này rất là chi tiết và thuận tiện để mà xem lại. Mình nghĩ là nên tích vào cái mục này. Mục tiếp theo là mục ADAS. ADAS là hệ thống cảnh báo để bạn lái xe an toàn. Thì ở đây mình các bạn sẽ tích hết nha, không có gì phải xóa hết. Thì cái đây nó cũng có nói đây là những cảnh báo về va chạm, cảnh báo làn đường, nhắc xe di chuyển, vân vân. Thì có thì nên xài. Vâng, đó là những sơ qua. À, còn một phần đó chính là những xem lại những cái video của chúng ta, quản lý những video chúng ta đã quay được. Thì các bạn chọn vào đây. Chuyển sang camera trước. Các bạn chọn vào cái góc này. Thì chúng ta sẽ hiện các thư mục. Đối với ở ngoài đây thì chúng ta sẽ có các cái file video. Thì có biểu tượng là file video. Đây có chữ F ở phía trước. Chữ F có nghĩa là phone, là phía trước, là những video được quay bằng cam trước. Còn chữ B là back ở phía sau, là những video được quay bằng camera sau. Chúng ta chia như vậy chúng ta sẽ dễ quản lý. Và trong cái một thư mục lock là những cái thư mục chứa những video mà đã khóa lại. Khóa lại như thế nào? Là khi các bạn chạy xe có những cái rung lắc nào đó, hoặc là những cái va chạm, thì cái video nó sẽ tự động nó ngắt và nó khóa lại video để các bạn có thể xem lại dễ dàng. Và những video đó thì sẽ không có bị ghi đè khi mà hết dung lượng. Những video đó nó sẽ được khóa lại và để trong cái thư mục riêng, là thư mục lock này. Đó rất là tiện để các bạn theo dõi lại về sau. Còn những cái mục ở này thì nó sẽ bị ghi đè nếu như mà bộ nhớ của các bạn đầy. Rồi, trở lại. Để chuyển đổi với các camera thì các bạn sẽ chọn màn hình một cái, nó sẽ hiện lên. Các bạn chọn camera trước ở đây, hoặc là hai camera. Chuyển sang camera kết. Hoặc là camera sau. Thì nó cũng có thông báo rất là rõ ràng, rất là trực quan rồi. Chuyển sang camera kết. Vâng, đó là tất cả. Một phần quan trọng ở đây đó chính là về bản đồ. Các bạn giữ định vị GPS trong 3 giây để hiện ra các ứng dụng bản đồ đã được cài sẵn. Và đăng cấp Digital thì đã là cài sẵn cho các bạn các ứng dụng như là Google Maps, Navitel, Sigit. Đối với Việt Map thì chúng ta cần phải mua một cái key code mới có thể là sử dụng, active sử dụng được. Đây là một bên thứ ba để phát triển cái phần mềm này nên các bạn phải tính phí. Và đăng cấp Digital thì sẽ trợ giá cho các bạn, giảm giá 30%. Sẽ còn là 300k cho một cái key để có thể sử dụng được Việt Map đây. Và trở lại với những cái ứng dụng bản đồ chính thì như là có Google Maps. Đây là ứng dụng khá là quen thuộc với chúng ta rồi. Một điều mình muốn nói ở đây đó chính là về ngôn ngữ tiếng Việt. Thì nó sẽ đồng bộ với ngôn ngữ của hệ điều hành. Các bạn chỉ cần thiết lập tiếng Việt như ban đầu mình đã hướng dẫn thì ở đây cũng sẽ hiển thị ngôn ngữ tiếng Việt luôn. Và một điều nữa là phần giọng nói. Tức là các bạn sẽ ra hiệu bằng giọng nói. Các bạn nhấn vào cái micro ở đây. À, mình nhấn chưa chính xác. Thì nó sẽ hiện ra một cái micro để mà nghe các bạn nói. Và để có thể kích hoạt được chức năng này thì các bạn là phải vào CH Play, các bạn tải ứng dụng Google.
Khi mà tải ứng dụng Google thì nó sẽ bao gồm ứng dụng là tìm kiếm bằng giọng nói. Thì điều này sẽ cho phép kích hoạt phần giọng nói âm thanh của chúng ta để mà ra hiệu chỉ đường. Ứng dụng tiếp theo chính là ứng dụng Navitel. Navitel và Sigit là hai ứng dụng dùng khá là phổ biến ở nước ngoài và nó hỗ trợ sâu cho phần bản đồ hành trình. Và ưu điểm đó là khi nó vào nó sẽ khởi động và nó tải bản đồ offline, nếu mà các bạn không có mạng thì có thể sử dụng được. Và một cái điều mà mình muốn hướng dẫn ở đây chính là về cài đặt cái ngôn ngữ và giọng nói tiếng Việt. Các bạn vào phần cài đặt, các bạn sẽ kéo xuống, chọn ngôn ngữ, giọng nói và đơn vị. Các bạn sẽ thiết lập ngôn ngữ giao diện, các bạn sẽ chọn là tiếng Việt, Vietnamese. Ngôn ngữ bản đồ các bạn cũng sẽ thiết lập là tiếng Việt, Vietnamese. Và giọng nói thì ở đây không có chữ Vietnamese nha, mà các bạn sẽ là VN, trong ngoặc là Việt Nam, Hoa. Đó. Thì các bạn chọn OK ở đây, VN Hoa, thì các bạn sẽ tích vào đây. Rồi, để chúng ta cũng có trợ lý ảo giọng nói là tiếng Việt. Đó là cái thiết lập dùng để full tiếng Việt. Và cái giao diện của nó thì nó sẽ bản đồ hình 3D. Chúng ta dễ dàng định vị, dễ dàng mà định hình cái khu vực của chúng ta đang chạy xe. Đó là một cái ưu điểm của nó. Và đặc biệt ở đây nó có hiển thị cả tốc độ của những cái làn đường đang sệt, đang hiện hành. Như đây là 50 km/h, là tốc độ cho phép. Rồi các bạn có thể tìm kiếm, cái thao tác tìm kiếm của nó thì các bạn sẽ đưa ra các cái đề xuất như là tìm kiếm theo địa chỉ, theo địa điểm đã lưu, vân vân. Ví dụ mình theo địa chỉ đi, chúng ta sẽ chọn từ trên xuống dưới. Các bạn sẽ chọn ngược như là từ Việt Nam đến Hồ Chí Minh, đến đường 3 tháng 2, đến cái số nhà ở đó. Còn bình thường mình sẽ search là mình search từ số nhà rồi tới đường rồi tới phường, xã, thành phố. Ở đây mình sẽ search ngược lại một tí, cái giao thức của nước ngoài. Rồi, một ứng dụng bản đồ tiếp theo nữa đó chính là về Sigit. Sigit là một ứng dụng phát triển của từ nước ngoài thì cũng giống như là của Navitel. Đây là giao diện chính của chúng ta. Khi các bạn mới lần đầu load vô nó thì nó sẽ tải cái bản đồ để mà chạy offline. Đây, nó đang tải dần dần, lan rộng ra. Và cái giao thức tìm kiếm của nó thì cũng khá là giống với Navitel. Thì các bạn sẽ tìm kiếm ngược từ Việt Nam sang là thành phố, rồi sẽ sang tên đường, thấy không? Như là ở đây là Việt Nam, mình sẽ chọn tiếp là phố Hà Nội đi. Đó, chúng ta sẽ search đường. Rồi, chỉ là tìm kiếm ngược thôi, cũng không có gì khác biệt lắm. Ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu về cách cài đặt tiếng Việt. Các bạn sẽ vào setting, cài đặt. Và các bạn sẽ kéo xuống phần region thì các bạn sẽ đặt language là tiếng Việt nha. Bây giờ các bạn có thể là cài đặt cái ngôn ngữ tiếng Việt dành cho bản đồ thôi. Còn cái giao diện chúng ta mặc định vẫn là tiếng Anh. Thì các bạn cài cái ngôn ngữ cho tiếng Việt thì nó sẽ hiển thị những cái địa điểm của tiếng Việt bằng tiếng Việt luôn, chứ không hiển thị kiểu tiếng Anh thì sẽ không có dấu. Rồi, đó là tất cả về bản đồ. Ngoài ra các bạn cũng có thể là lên Google Maps để mà tải thêm những cái ứng dụng về bản đồ mà các bạn thích. Về những ứng dụng khác như là về Bluetooth thì đây là phần để các bạn có thể kết nối với điện thoại thông qua Bluetooth. Mục đích chính dùng để là đàm thoại và nghe gọi, không hỗ trợ chức năng là nghe nhạc nha các bạn. Vì chức năng nghe nhạc chúng ta lát nữa sẽ dễ dành cho phần FM. Và đây chúng ta sẽ kết nối bằng cách là bật cái Bluetooth lên. Và sau đó các bạn sử dụng điện thoại kết nối với Bluetooth tên là T98. Vâng, các bạn có thể thay đổi cái tên này luôn cũng được. Em có thể thay đổi là tên khác cũng được, T98, T10 hay là T100 cũng được. Rồi các bạn nhấn xong. Rồi, đồng ý. Tại đây mình chưa có thay đổi gì hết nên không có chữ đồng ý nó sáng lên. Vậy nha. Rồi, khi mà kết nối xong nó sẽ đồng bộ cái danh bạ của các bạn ở bên đây. Nghĩa là khi mà ai gọi điện đến đó, thì ở trên điện thoại các bạn nó hiện tên gì thì đây cũng sẽ hiện thị y hệt gì luôn. Đó là tính năng đồng bộ về danh bạ, rất là hay. Tiếp theo là về phần FM. Thì FM ở đây là dùng để kết nối với âm thanh xe hơi hay là cái dàn loa xe hơi đó, thì sẽ kết nối thông qua giao thức là FM. Và chúng ta sẽ nhấn mở và chọn trùng khớp với cái xe hơi của chúng ta. Ví dụ như ở đây là 93.6 thì trên xe hơi các bạn cũng sẽ là 93.6, thì nó sẽ liên kết âm thanh với nhau. Thì những cái âm thanh mà ở trên đây nó phát ra thì nó sẽ phát ra xe hơi. Ví dụ như bạn chơi YouTube hay là mở nhạc gì đó thì nó sẽ phát ra xe hơi. Một cái điều lưu ý ở đây đó chính là cái phần mà hát nhạc. Khi mà các bạn mà hát nhạc ở đây nó không nghe tiếng gì hết thì các bạn có thể kiểm tra lại phần FM. Vì FM ở đây đang ở chế độ mở nè, nên âm thanh nó sẽ phát ra phần FM.
không phát ra loa ngoài ở đây. Bây giờ các bạn chỉ cần đóng này đi thì chúng ta có thể là hát được cái nhạc. Và cái giao diện hát nhạc của chúng ta thì nó rất là trực quan. Các bạn có thể là chuyển bài ở đây cũng được luôn. Và các bạn có thể là dừng hát nhạc ở đây, rất là tiện. Chúng ta sẽ tiện lợi cho chúng ta rất là nhiều khi mà đang lái xe. Còn đây là cửa hàng CH Play. Thì cửa hàng này chúng ta đã được thiết kế một cái giao diện phù hợp với màn hình dài. Các bạn có thể thấy nó hiển thị rất là nhiều nội dung trên một cái màn hình. Nó được tối ưu cho màn hình dài rồi. Và ở đây thì giống như cái chiếc điện thoại Android thôi, một chiếc máy tính bảng Android. Và để quản lý những ứng dụng mà bạn đã tải về, các bạn sẽ có cái mục ứng dụng. Trong đây sẽ chứa tất cả các cái ứng dụng mà chúng ta đã tải về. Một phần ở đây các bạn cũng cần tìm hiểu đó chính là về phần tắt mở màn hình. Thì khi ở đây các bạn sẽ quan sát như là mình đang ở trong video lái xe, mình đang không có bật cái máy quay lên nha, tức là máy quay mình không có ghi hình. Thì mình sẽ tắt màn hình đi, nhấn một lúc lần. Các bạn nhấn một lần thì nó sẽ tắt như là chế độ sleep thôi, nó sẽ hiện cái giờ ở đây. Các bạn chỉ cần là chạm nhẹ thì có thể mở lại được. Các bạn nhấn hai lần thì nó sẽ tắt luôn cái màn hình. Rồi, và khi mà các bạn mà nhấn mở lại thì camera của chúng ta sẽ tự động ghi hình. Thấy không? Chỉ cần các bạn nhấn nút mở thôi nó sẽ tự động ghi hình. Đây tính năng mình cũng thấy là khá là tiện dụng, không cần phải mở lên rồi mới chạy vào camera rồi mới bật ghi hình. Thì đây các bạn chỉ cần là mở lên thôi nó sẽ tự động ghi hình luôn, rất là tiện. Và tiếp theo là phần kết nối với điện thoại với chiếc RoCam T98. Vậy đầu tiên các bạn sẽ vào phần cài đặt, các bạn vào Car Assistant. Thì đối với điện thoại Android, các bạn sẽ quét cái mã code QR này, sẽ tải ứng dụng Car Assistant về. Còn đối với điện thoại iOS thì chúng ta đã có sẵn cái ứng dụng Car Assistant này ở trên App Store. Các bạn chỉ cần search cái từ khóa này là có thể tải được. Và trong lần mà kết nối đầu tiên thì các bạn sẽ vào cài đặt, vào Wi-Fi. Các bạn kết nối vào Wi-Fi mà trên RoCam T98 này phát nha. Ở đây là mình đã bật cái chức năng phát Wi-Fi tên là T98. Đây mình sẽ kết nối với T98. Rồi, mình đã kết nối xong. Kết nối Wi-Fi xong thì chúng ta sẽ vào ứng dụng Car Assistant. Thì nó sẽ tự động nó nhận một cái thiết bị trong mạng Wi-Fi. Rất là tiện lợi, các bạn sẽ chọn vào cái thiết bị này. Rồi, bây giờ chúng ta đã có được cái camera trước của sản phẩm RoCam ở trên điện thoại. Mình sẽ mở camera cho các bạn xem và trực quan nha. Rồi, ở đây thì chúng ta đã có được cái màn hình camera trước. Để chuyển đổi camera, các bạn sẽ nhấn vào góc bên trái. Chữ F là phone là ở phía trước. Chữ B là chữ back ở phía sau. Chúng ta có thể chuyển camera trước và camera sau. Và các bạn có thể là định vị, vừa xem cái video, vừa định vị được cái xe của chúng ta đang ở đâu. Vâng. Và ở đây chúng ta đang ở 24 Rạch Vinh, phường 10, quận 3, đẳng cấp Digital. Và trong phần Device Info, các bạn vào phần File để có những cái video mà đồng bộ được quay từ cái chiếc RoCam này sẽ được đồng bộ vào bản lý ở trên chiếc điện thoại, rất là tiện dụng. Vậy là các bạn có thể là vừa xem video trực tuyến từ xa, camera trước, camera sau. Rồi các bạn có thể là xem được bản đồ của nó, định vị cái chiếc xe hơn của chúng ta để chia sẻ vị trí này. Và các bạn cũng có thể là quản lý những cái file mà chúng ta đã quay được từ trên cái chiếc RoCam này. Ở đây là mình ở trong phần device và phần file. Và khi mà sản phẩm của chúng ta, nếu như các bạn mà kết nối cùng Wi-Fi, còn khi mà khác Wi-Fi thì các bạn sẽ coi video trực tuyến từ xa là bằng cách các bạn vào phần Mi, phần Monitoring và các bạn sẽ nhấn vào phần Live. Và để test thực tế luôn thì mình sẽ kết nối với các Wi-Fi khác nha. Đây mình sẽ kết nối với Wi-Fi của Viettel Global, là một Wi-Fi khác. Mình sẽ vào ứng dụng. Thì lúc này khi mà kết nối Wi-Fi khác thì các bạn sẽ không thể có những cái chức năng mà xem video trực tuyến nữa, mà các bạn sẽ xem live stream từ xa bằng cách là vào phần Mi và phần Monitoring. Và các bạn sẽ nhấn vào phần Live. Vâng, bây giờ chúng ta vẫn có được cái camera xem trực tuyến video từ xa. Và các bạn cũng có thể là chuyển camera y như là lúc trước luôn. Chuyển camera bằng cách là nhấn trên góc trái để chuyển camera.
còn các bạn vẫn có luôn là định vị video từ xa. Với cái tính năng này thì các bạn không cần phải có mặt trên xe, không cần phải là ngồi trên xe hay là ở gần đó. Thì các bạn ở xa, các bạn ngồi ở nhà, các bạn vẫn coi được những cái đoạn video quay được từ chiếc GoCam đặt ở trên xe, rất là tiện dụng. Các bạn có thể là chụp ảnh video hoặc là quay video để mà gửi về. Ví dụ đây mình sẽ chụp cái video nha, chụp ảnh chứ. Rồi, ngay trực tiếp cái ảnh đó sẽ được gửi về cái điện thoại chúng ta, nó gửi về vừa địa chỉ, vừa là camera trước, vừa là camera sau, rất là vô cùng là tiện dụng. Và vừa rồi, mình đã chia sẻ nhanh với các bạn những cài đặt, hướng dẫn và thiết lập về phần mềm như là camera, bản đồ, định vị, giải trí, v.v. Hy vọng sẽ giúp bạn có thể sử dụng sản phẩm camera hành trình RoCam hiệu quả và tiện dụng hơn. Mời các bạn đến ngay showroom của đẳng cấp Digital, số 24 Rạch Bồng Binh, phường 10, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh để có thể tận tay trải nghiệm các sản phẩm công nghệ độc đáo hiện đại tại đây. Hotline 0907998838. Sản phẩm có hỗ trợ giao hàng ở xa, ship COD toàn quốc, thanh toán tận nhà. Cảm ơn các bạn đã xem video clip này. Mời các bạn like, share để ủng hộ kênh đẳng cấp Digital ngày càng phát triển hơn nữa, cũng như là động lực để mình tạo ra những đoạn video mới chất lượng hơn. Nhớ nút đăng ký để không bỏ lỡ những video mới nhất từ channel. Còn ngay bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.